Rạng sáng 28 tháng 3, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại km 140 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ ngày 28 tháng 3, tại km 140 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, xe tải biển kiểm soát 50H18421 lưu thông hướng Bình Thuận – Ninh Thuận đã tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo rơ móc biển kiểm soát 29R02270 cùng chiều phía trước. Cú tông làm phần đầu xe tải dẹp nát, hư hỏng nặng, tài xế trong xe tải tử vong. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đặt cảnh báo và điều tiết giao thông, đồng thời huy động phương tiện cứu hộ cứu nạn đến hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thời gian gần đây, trên tuyến cao tốc Dầu Dây – Phan Thiết, Phan Thiết – Vĩnh Hảo thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn, nhất là vào ban đêm. Một trong số những nguyên nhân là tài xế tham gia lưu thông thiếu quan sát, chủ quan, vượt quá tốc độ cho phép. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, bên cạnh giải pháp của lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khi đi trên cao tốc, lái xe cần tuân thủ luật giao thông đường bộ và luôn bình tĩnh để giải quyết vấn đề phát sinh, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, không chạy bám đuôi, chạy đúng tốc độ quy định làn.